mau em nhanh em, không có em nữa. Công màu mình lập công nha. Mệt quá anh em ơi, đi cả đêm rồi mệt quá. Chết này, chết đừng có cặp. Nó ăn cái hộp hộp cơm chui 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 sấy không biết. Thơm quá trời luôn ha, chưa móc thơm mồi ha. Bắt cặp này xong tôi lấy thơm mồi tôi quất nó luôn à. Cái lập chợ này nguy hiểm quá, nó bò tầm lum quá ta. Chết chết. Nhảy con. Cái này cái cây giả là ngon rồi, đói nha. Vì cái hộp hộp cơm ấy đẹp quá. Thank you.
Phải gái thiệt. Bên kia trong nhảy ba. Coi video thấy hay thì đăng ký kênh YouTube ủng hộ Hào nha anh em. Qua một bên kia con. Chết à. Cứ nghĩa cái hộp đó biết à. Ôi, cái đập không đập. Cái gì vậy? Chết chết rồi. Ôi. Ôi, cái gì vậy? Chết thiệt, cái đập ba cái lập chợ này thiệt. Thua. Mày hả mẩm, trời mừng quá em ơi, một cặp luôn nha. Nha nha, quá đẹp nha anh em. Ui dồi, một cặp quá đẹp. Ui. Tôi ở đèn ở đa ten, đa tẻn gì nè anh em. Mà là vui. Đâu được gặp đường cặp chim này hay quá. Con mồi cùi. Vui rồi. Được một cặp chim màu xanh quá đẹp. Cái này ta gọi là chào màu núi nha. Quá đẹp luôn nha anh em. Trời ơi cái tướng à. Biết nói gì hơn. Cái lập cùi này. Tí nữa là sấy chim rồi. Tí nữa là sấy chim của tôi rồi. Ôi ôi, hồ nó xanh nó đẹp. Ôi. Nãy mình không có đặt máy quay trước, mình tưởng nó không vô. Cầm cái máy quay lên đi quay thì nó zoom xa nó hơ. Không có đẹp lắm. Con này mép vàng luôn hay gì nữa. Rồi ok ha. Cảm ơn anh em đã xem video ha. Nhớ đăng ký kênh Đồng Hào nha. Con mồi cùi nó nhảy thấy tội. Quá trời mệt luôn em ơi. Rồi tôi tắt video nha.